Đây là cái bài quý đó nhở, có thể hôm sau, tuần sau, tuần tới mình lại đưa một bài nữa để chúng ta cùng luyện nhé. Từ tất cả các bài exercise đấy mình đưa lên trên đây thì cũng có rất nhiều bài hay. Đấy, bạn nào cần chữa thì chúng ta cũng có thể mình chữa nhé, mình sẽ chữa nếu cần có cái bài nào đặc biệt hay đấy. Đấy thì có thể là tuần tới nhỉ, mình cùng các bạn sẽ chữa, hoặc kể cả hôm nay cũng được, hôm nay mình đi chết là tổng kết review lại cũng được nhé. Thế thì trong lúc lớp vẫn chưa đầy đủ lắm thì mình các bạn cùng chữa một bài nào đó đấy nhỉ, một chữa bài nào đó đấy trên U-code hoặc là trên các cái bài chúng ta đã làm bài tập rồi đấy bạn. Thì thử xem nhé, thử xem có bài nào có thể chữa hoặc đi chữa nhé. Ok, thì trong đây là có một số các cái ví dụ như là bài chuyến đi rồi thì vân vân, có một số bài đấy nhỉ, lúc có làm ví dụ ok, mắc xe quần hay là Fibonacci rồi thì vân vân chẳng hạn, rất là nhiều các cái bài tập đấy nhỉ. Thì có bạn nào thực hành mà có vướng bài nào thì có thể bảo để mình cùng chữa nhỉ, cùng chữa các cái bài này nhỉ. Có những câu hỏi gì không nhỉ, có bạn nào mà có vướng mắc gì đặt câu hỏi được thì tốt nhỉ. Nếu mà không nhỉ thì mình cùng các bạn đã sang các phần vẽ hình đi nhỉ, vẽ hình đi. Thế thì trong các cái đề bài vẽ hình thì ví dụ như mình cùng các bạn mở cái bài 1.000 bài nhé, thì nó cũng có một số cái bài vẽ hình, xong chúng ta cùng phân tích, xong chúng ta sẽ vẽ tổng quát các loại hình để các bạn biết là có thể là bài nào rồi chúng ta cũng cứ làm theo cái trình tự đây thì nó cũng có sẽ thuận lợi. Thì đây là có một số, thử xem có bài vẽ hình ok. Vẽ hình search trên mạng không được, search ở đây không có thì mình bạn cùng lăn chuột, đây có một số cái hình vẽ đấy chẳng hạn. Thì điển hình đấy, thì nó cũng rất là đa dạng nhé, có thể là hình tam giác cân, tam giác đều, tam giác rỗng, tam giác đặc, hình vuông, hình thoi, rồi thì hình chữ nhật nhỉ, thì đường thẳng, đường chéo, đại loại nó rất là nhiều. Thì cơ bản nó cũng có cái hình như này, thì mình bạn cùng làm các cái bài đầu tiên là mình sẽ vẽ một đường thẳng này, đường thẳng ngang, đường thẳng dọc, đường chéo đấy. Sau đó thì mình sẽ cùng các bạn phân tích cái thuật nó khó hơn tí là hình tam giác đặc này, đấy, không phải tam giác rỗng này, rồi thì hình chữ nhật đặc này, chữ nhật rỗng, đấy là các cái hình cơ bản. Thế sau đó thì với các kiến thức đấy thì chúng ta có thể cứ tùy cơ biến nhỉ, gặp bài nào chúng ta có thể làm bài đấy được nhỉ. Thì ok, mình bạn cùng mở DeepSeek ra nhỉ, mở DeepSeek ra đi. Mở DeepSeek ra, chúng ta hôm nay trọng tâm sẽ sang các cái bài vẽ hình đi, chuyên đề đấy nhỉ. Thì mình sẽ new nhỉ. Và đây mình bài này là ghi là vẽ hình nhỉ, xếp lại. Mình có thể đặt tên là VH nhỉ, vẽ hình đi. Để dạng C nhé. Thì cái bài vẽ hình đây thì ok, mình đã mở thêm một bài nữa nhỉ. Ok, mình ở bài đây. Thì trước khi sang cái bài vẽ hình thì có tiện có một cái bài, tiện có một bài hôm trước mình có chia sẻ ở bên môn kiến trúc máy tính vậy nhé. Cái bài thứ nhất là cái bài trong cái quan hệ trong các bạn học cái môn kiến trúc máy tính là chương 11. Mọi người vẫn theo dõi được đúng không nhỉ? Vì hôm nay mình lại phải chuyển phòng vậy. Nhà mình có một phòng dành cho người cách ly, mình để cái phòng mỗi khi mình ngồi ấy, thì mình sẽ chuyển sang phòng này. Mọi người vẫn nghe âm thanh bình thường nhỉ, có bị tạp âm quá hoặc là có vấn đề gì không thì vẫn nghe được đúng không bạn? Check lại một tí. Thấy hơi im im nhỉ. Ok, nghe được bình thường chứ các bạn? Alo. Nghe nghe thấy rõ. Ok, cảm ơn Khải, cảm ơn Khải. Mới lại đặt câu hỏi nhà lớp mình không có thắc mắc bài gì à, không có thắc mắc bài gì nhỉ, kể mà có cái thắc mắc bài gì được thì tốt nhỉ, có thắc mắc được câu hỏi nào ấy mình rất quý các cái khéo lại có ai hỏi đấy, có khi lại còn hỏi học hỏi nữa nhỉ. Ok, cảm ơn Đỗ Luộc nhỉ, Đỗ Luộc có phát biểu gì không? Đỗ Luộc thấy vừa giơ tay vừa giơ tay. Không biết là Lại lại tắt mic rồi. Sao vậy? Sao hay vậy? à,
Không biết hôm sau mình có được tải thử phần mềm thi rồi thi thử không? Có bạn, có nhá, có. Thì đến tuần cái tuần các chúng ta học về cuối tuần 2 cuối tuần 9 ấy, là chúng ta sẽ thi, có nghĩa là đâu đó là hết slot 27, 28, 28, 29, 30. Thì đến hết slot 27 vậy thì chúng ta sẽ có thi thi thật nhé. Thì hết slot thứ 24 thì chúng ta sẽ thi thử vậy. Thì đến gần hôm đấy thì sau khi nhà trường có kế hoạch thi thử ấy, thì lúc đấy thì mình sẽ chia sẻ cái cách để chúng ta sẽ nộp bài, cách chúng ta sẽ làm bài. Và cái bài thi thử đấy là cái bài trải nghiệm rất là quan trọng ạ, để chúng ta cùng làm. Và mình cũng thông báo sớm luôn là hôm đấy mình sẽ lấy cái điểm đấy, lấy cái điểm đấy trọng số tương đối cao đó bạn, có thể là 5%, có thể là 5%, 5% cho cái bài thi thử đấy. Và coi thi thì cũng mình coi thôi, cũng gọi là mình ngồi cùng các bạn đây thôi, chứ cũng không có có nhà khảo thí người ta không không coi, nhưng mà cái việc chấm điểm tự động thì vân vân đấy, trải nghiệm nó cũng giống thật các bạn, trong một slot ấy, thì mình sẽ lấy điểm tương đối đấy, tương đối cao nhé, trọng số có thể lên đến 5%, thì để cho mọi người cố gắng sắp xếp thời gian mà chuẩn bị tinh thần, thái độ mọi thứ nó như thật các bạn, đấy để chúng ta quen. Chứ còn phải đúng là kinh nghiệm đi thi nó cũng phải có kinh nghiệm đấy nhỉ. Đấy, thì mình làm mình nói, thế cuối cùng là bị thiếu thời gian, trong đó có một bài dễ mà cuối cùng lại không làm được. Đấy, thì là các cái mà chúng ta sẽ thử. Đề thi thử nó, tuy nhiên là thi thử nó vẫn có thể là nó sẽ dễ hơn đề thi thật, hoặc là nó ngắn hơn, ngắn hơn đấy. Đấy, nên chúng ta vẫn có, nhưng mà đương nhiên sau một tuần thì chúng ta cũng tiến bộ hơn mà, thì thực ra là nó cũng xem như thi thật. Đấy, nên chúng ta cố gắng nhé. Có các cái cách thức để nộp bài thì nó cũng có những cái mấy cái thủ tục là cũng không khó lắm, không khó lắm, nhưng cũng phải học, cũng phải để ý cách nộp bài cho đỡ bị nhầm lẫn. Để nhỡ may mà có nhầm lẫn bây giờ thì thi thật chúng ta tránh được cái đấy nhé. Thế thì tiện đây nhỉ, tiện đây thì mình có chia sẻ ví dụ như là có một cái output như nào. Dạ, đây có một cái câu hỏi đó. Ví dụ cho A bằng 5, cho A, B bằng 3. Thế thì nó hỏi nếu mà B nhỏ hơn 2 và cộng cộng A lớn hơn 5 nhé, thì cho tăng A thêm 1. Đấy là mình nghĩ ra cái câu như này nhé. Thì theo bạn là output A nó sẽ bằng bao nhiêu? Thì nó thấy là B nhỏ hơn 2 vậy nhé. Thì nó thấy là true, nó thấy là true vậy. Nhưng mà vì đây là cái dấu N nên nó phải là cộng cộng A nhỉ? Cộng cộng A, nó kiểm tra cộng cộng A. Vì ở đây có dấu cộng đằng trước ạ, thì do vậy nó sẽ thực thi trước khi nó so sánh. Đấy, trong cái biểu thức là cộng cộng A lớn 5 thì nó sẽ cộng cộng A trước, rồi nó sẽ so sánh 15 nhỉ? Thì nó bảo A thì A cộng cộng là đang là 5 cộng lại thành 6, 6 lớn 5 thật, chu thật. Thì vậy cả hai cái là chu ạ. Thế cả hai cái là chu rồi thì nó sẽ tăng cái A lên 1. Thì vậy là A ở đây nó đã cộng lên 1 rồi, trước khi nó so sánh cộng lên 1 thành 6, cộng thêm 1 nó thành 7 vậy. Thì output của cái bài này nó sẽ ra 7 vậy. Đúng nhỉ? Mọi người đã thấy output ra 7 thì thấy cũng không thắc mắc gì. Đấy, thì đúng quá, nhỉ, thấy cái này. À sorry, chết. Thế tại sao ra 5 mà không phải là sợ ra 6 mà cũng không phải ra 7? Đấy. Thế thì ở đây thì nó bị true false ở đây này. Đấy. Ok, xin lỗi nha, mình phải nói nhầm, nếu mà A nhỏ hơn 20 thì nó mới ra 7. Thế thì A nhỏ hơn 20 thì nó ra 7 bạn. Thì đúng như mình vừa phân tích ấy, thì đây là true ạ. Thì vì là đây là phép N nên nó vẫn phải tiếp tục so sánh trường hợp này nữa ạ. Lên kết quả là ra 7 nhé. Kết quả nó ra 7 thì đúng, đúng nhỉ? Không có gì thắc mắc, cái câu này thì mọi người nhìn ra đúng ạ. Thế thì trường hợp như vừa nãy, tại sao mình cho cái này nhỏ hơn 2 thì nó lại chỉ có 5 mà không phải là 6 ạ? Thế thì khi B nhỏ hơn 2 nó thực hiện từ trái qua phải, nó thấy cái câu này là false rồi, thì cái quan hệ N thì mình cứ thấy false rồi thì mình không cần đếm xỉa cái đằng sau nữa bạn. Đấy, giống kiểu chúng ta xây dựng cái bảng chân lý trong đại số Boolean đấy nhỉ, trong cái chương 11 mình đã thấy là kết quả thu được kết quả là false rồi đấy. Đúng nhỉ, là không rồi, F bằng không rồi thì mình không cần đếm xỉa đến các cái hoạt động phía sau nữa.
Ok, cái này thì để lát nữa mình lấy cái bảng qua cộp ra để mình giải thích thêm tí nữa nhé. Đấy. Thì nó như người, máy nó khôn như người đó. Nó thấy cái này là sai rồi thì cái việc so sánh đằng sau là không cần thiết. Thì để cho nó nhanh, nó sẽ lập tức nó bỏ qua cái đoạn này. Và nó đương nhiên cái biểu thức bên ngoài này là phô rồi, nó không làm cái này. Do vậy là A nó vẫn là 5. Là vì vậy bạn nhé. Thế thì hoặc đây bây giờ mình có thể sửa lại. Nếu mà B nhỏ hơn 2 hoặc B nhỏ hơn 2 hoặc A lớn hơn 5 thì A cộng cộng. Thế thì ở đây nó thấy là A B nhỏ hơn 2 là phô này. Thì đây là phép hoặc mà, thì nó lại phải kiểm tra tiếp. Thì kiểm tra tiếp thì nó phải cộng A thành 6. Thấy cái này là true này. Thì nó sẽ thấy cái cả cái quan hệ O này nó sẽ là true. Thì nó tăng 1. Thì do vậy là A đây nó lại là 7. Trong trường hợp này là 7 nhé. Dạ, trong cái trường hợp này là 7 vậy. Đấy. Ý là thế. Nó tóm lại là ý ở đây là nó khôn như người. Thế thì trường hợp ở đây nếu mà ở đây mình mới thấy là A mà lại nhỏ hơn 20, B nhỏ hơn 20. Thì đố các bạn biết A nó sẽ bằng bao nhiêu ạ? Thế thì mọi người cùng cùng suy nghĩ, đợi mình khoảng 30 giây mình sang bên kia mình lấy cái bảng bằng vẽ nhé. Bằng vẽ. Ok, xin chào nhá. Thế thì cái bài tập ở đây nhé. Tại sao trong trường hợp này trong trường hợp này thì kết quả là bao nhiêu thì mình bạn cùng chạy thử này. Mọi người có thể đoán nó lại ra 6 bạn. Tại sao cái lại ra 6? Thì ok, tại sao ra 6 thì mình bạn cùng phân tích thêm một tí này. Cái này cũng là cái câu hỏi khó ra phết đúng không nhỉ? Dễ nhầm đấy nhỉ? Gọi là dễ nhầm. Thế thì nếu mà không được chia sẻ thì có thể dễ nhầm nhỉ. Thế trong trường hợp mà đây là cái phép O. Thế thì mình mới thấy là nó thấy là A B nhỏ 20, câu này là true rồi. Thế thì true rồi thì nó không làm đến các cái đằng sau nữa bạn. Đấy. Thì nó sẽ thực hiện ngay cái kết quả true rồi thì nó cho tăng A lên 1. Thì A khi đó bằng 6. Bằng 6 là như vậy nhỉ. Thế còn trường hợp này. Trường hợp là O đây mà nhỏ hơn 2 chẳng hạn đấy nhỉ. Thì cái này là phô thì nó phải so sánh tiếp ạ. So sánh tiếp thì nó phải cộng cái này lên trước khi so sánh. Thì A nó có thành 6 lớn hơn 5 chu. Chu thì nó thực hiện thì cuối cùng A này. Cái này thì A bằng 6 này, xong rồi cộng thêm 1 thành 7 này. Đấy, thì in ra là 7. Đấy, đại khái thế nhá. Thế thì tại sao trong cái bài tập hôm ở đấy thì chúng ta học đại số Boolean này. Thế mình lấy giả sử ở trong cái trường kiến trúc máy tính với nhà F, giả sử F đây. Nó bằng là A O nhỉ, O B N C đảo chẳng hạn. Ví dụ như vậy. Thế thì mình mới thấy nếu A bằng 1 thì có nghĩa A nó true rồi vậy. Thì đây là phép O không? Đây là phép O này. O này. Thế nó không cần phải thì mình rút ra F bằng 1 luôn. Đấy. Thì mình cho vào cái bảng chân lý A B C F này. Đấy, 0 0 0 0 0 1 thế. Thì thấy A bằng 1 cái thì mình cho F nó bằng 1 ngay lập tức nhỉ. Mà không cần phải đếm xỉa để trường hợp đằng sau nữa bạn. Đấy. Thì máy nó cũng thế bạn, nó thấy chu rồi nó thôi luôn, nghĩa nó không làm này. Cũng như là mình thấy chu đây rồi thì mình không cần làm này nữa. À, ví dụ như vậy. Bằng chân lý đấy, tôi nhận là xây dựng cái bằng chân lý mà. Thì mọi người không biết là cái học cái chương đấy chắc là học rồi, nhưng mà vấn đề mọi người có để ý kỹ cái đấy không nhá. Thế tiếp theo có một cái nữa thì n chẳng hạn. Thì khi mình xây dựng cái bảng chân lý nhá, thì mình thấy nó bằng 0 rồi thì mình lại phô rồi đúng không? Nó phô rồi thì mình khỏi cần phải làm thêm làm gì cho nó mệt ra nhá. Ví dụ ok, mình lấy ví dụ như là có một cái biểu thức trong cái chương 11 đấy. Trong chương 11 chúng ta có một cái biểu thức giả sử F. Biểu thức F bằng A N B N C đảo O A. Ví dụ đấy, có thể
cộng với C chẳng hạn, em OC ví dụ đấy. Thế thì mình xét trường hợp nếu A bằng 0 thì vì đây là phép em thì suy ra F bằng 0 luôn. Mà toàn bộ cái bên trong mình không cần phải thay thế A, B, C vào làm gì cho mệt ra nhé. Thì lập tức suy ra F bằng 0 rồi, thế là xong rồi. Thì máy nó cũng thế mà. Khi nó thấy được kết quả xong rồi nó té luôn, nó không còn làm cái đằng sau nữa. Thì cái quan hệ en trong cái biểu lệ đoạn code biểu lệ thì nó ý là như vậy các bạn. Đấy, kiểu như vậy nha. Ok, hiểu. Đấy thì trong cái đoạn này có thể rất là dễ nhầm, đoạn. Thế thì ở đây mình lại có thêm một cái bài nữa. Đấy. Cái đoạn này là khó nhá mọi người, nếu cần thì chúng ta có thể thử nha, thử các cái cây và các bạn sẽ thấy các cái output nó khác nhau, mà có nhiều cái có thể nó không đúng như mình nghĩ nhận thấy là. Mình tưởng là 5 nó lại ra 6, tưởng là 6 lại ra 7, kiểu như vậy nhé. Cái đoạn đấy có thấy thắc mắc gì không nhỉ? Còn đây thì mình sẽ cho một cái trường hợp mà ví dụ như đây trong cái chương 11 nhỉ? Chương 11 đấy thì giả sử các bạn học về các bảng chân lý chẳng hạn, thì có thể mọi người học thì cũng có vẻ là không rõ, cuối cùng bảo không rõ là mình học cái bảng chân lý cái NOR not thấy nó cứ hơi trừu tượng. Thì thực ra là các cái việc đấy chúng ta học lập trình nhiều rồi đúng không nhỉ? Thực ra nó chính là các bài học lập trình vậy. Ví dụ như là mình xây dựng một cái bảng chân lý A. Đây, một cái bảng chân lý. Bảng chân lý ví dụ như là A, N, B, N, C là chu khi nào? Đúng không nhỉ? Đấy, một cái N ba đầu vào, chu table nhé. Chu table 3 input đúng không nhỉ? Ví dụ thế. Thì có một cái bảng ở đây thì chúng ta cứ thấy ví dụ như con N ba đầu vào. Thì mọi người biết đấy này, giả sử đây này, input and gate 3 đầu vào. Thế thì A bằng 1, A là chu, B là chu, C là chu, thì output F là mới là chu ạ. F là mới là chu. Hay đây là output là x đúng không nhỉ? X là chu. Thì cái này thì thực ra nó chính là cái bài mà chúng ta check điều kiện của ba cạnh tam giác rồi. Giả sử cho ba cạnh tam giác có giá trị là 5 là 6 là 10 vậy. Nó hỏi là ba cái giá trị nó có phải là ba cạnh tam giác hay không? Thì mình đầu tiên mình nhập ba số ABC nhỉ, x, y, z nhỉ. Thế thì mình mới kiểm tra nếu mà x cộng y lớn hơn z và nhỉ, x cộng z lớn hơn y và y cộng z lớn hơn x thì ba cái điều kiện này đều phải là chu cả đấy. Thì cả cái condition đây nó mới là chu. Thì mình in ra là x, y, z là ba cạnh tam giác, còn ngược lại là in ra là không phải ba cạnh tam giác nhỉ. Thế thì ở đây mình lấy ví dụ trong cái cây này thì thực ra x cộng y lớn hơn z chính là cái condition A này. Đấy, chính là điều kiện input đầu vào condition A này. Thì condition nó chỉ có true và false mà. Đấy, chỉ có true hoặc là false thôi. Tương tự cái condition B trong cái biểu thức đây nó chính là x cộng z lớn đi vậy. Thì chính là condition B này. Thì đây là quan hệ N thì đây nó cũng phải là true đúng không nhỉ? Đây là N ba đầu vào và y cộng z lớn đi. Thì đây là N ba đầu vào. Đấy. Đấy, thì nó là true. Thế thì trường hợp này mình mà cho chạy code thì nó sẽ in ra là true đấy. Thì cái condition đây này, biểu thức F mới nhả đầu ra đấy, F là chu. Và chu thì nó sẽ trả thực hiện cái câu lệnh này thôi. X, Y, Z là ba cạnh tam giác. Đấy, ví dụ như vậy. Thế thì mình lấy ví dụ một cái cây khác, mình lấy ví dụ như cho Y nó bằng 16. Thì có đúng là đây không phải là ba cạnh tam giác. Bởi vì nó có X cộng Z không lớn hơn Y. Đấy, X cộng Z không lớn hơn Y. Thì trong trường hợp này thì A là chu rồi. C cũng là true nhưng B đây là false. Thì với quan hệ này thì nó chính trả về kết quả là false thôi. Thì trong cái bảng chân lý là tương ứng với trường hợp là A true này, B false này, C là true thì nó là false. Ví dụ như vậy. Thế còn nếu đây là OR thì nó sao nhỉ? Đấy thì OR đấy là cái bài toán khác. Ví dụ thế nhỉ. Thì đây là cái mình có liên hệ một chút là giữa cái code chúng ta học và các cái bảng chân lý mà chúng ta học trong chương 11 đó. Thì cái chương này thì nó cũng hay ra phết nhỉ, cũng hay ra phết, nhưng mà thời lượng tùy theo giáo viên, nhưng mình trong syllabus cho có mỗi một slot thôi. Nhưng mà mình trình bày ra thành hơn 2 slot cũng không hết vì nó quá nhiều cái hay. Thì ok, thì xem là lớp đã tương đối đông đủ chưa thì chúng ta cùng ôi giời, vẫn còn vắng thế nhỉ, sao quay lại lớp mình vắng nhỉ, vắng vắng quá bạn nhỉ. Nửa tiếng rồi nhỉ, vẫn còn đang vắng đến 10 bạn thì vắng hơi nhiều. Thì cũng biết là thế nào đây, giờ cũng lo đấy nhỉ. Hay là chúng ta không biết là các bạn có xem video có tự học hay không nhỉ. Thì ok, bây giờ mình bạn cùng quay lại nhỉ, quay lại cái phần mà chúng ta sẽ
sang cái phần vẽ hình nhé, vẽ hình bạn. Thế thì vẽ hình thì mình bạn cùng cùng lấy một cái ví dụ để chúng ta sẽ vẽ hình, thì vẽ hình từ hình cơ bản nhất, từ hình cơ bản nhất. Nhưng để mà vẽ được tất cả các cái hình như trong các cái đề bài mà chúng ta sưu tầm được, bạn nào có sưu tầm được bài nào thì các bạn có thể đặt câu hỏi, mình sẽ chữa. Còn bây giờ thì mình sẽ chữa từ câu đơn giản nhất là mình sẽ vẽ một cái một dấu sao, n dấu sao đấy, ví dụ thế, chúng ta dẫn dắt nhé. Thì nó là cả quá trình, mọi người nhìn cái quá trình này. Bây giờ mình muốn vẽ hình thì thường là mình sẽ khai báo các cái biến, ví dụ như là biến n nhỉ? Rồi thì biến y dùng để là chạy này, rồi có thể là a, có thể là b đấy, ví dụ thế mình khai báo luôn nhỉ? Thế thì ở đây mình mới có thể là scan nhỉ? Ví dụ nhập số cạnh, nhập số đây, cho có thể là mình mới bảo là nhập nhập n, ví dụ n bằng nhỉ? Ví dụ n bằng nhỉ? Đấy. Thì nhập n vào, nhập n vào, ví dụ n đây có thể số phần tử hay gì đấy, đại loại vậy. Và chúng ta dùng cái câu lệnh là scan, nhập ví dụ đây là phần trăm d đúng chưa, và n nhỉ? Ví dụ như vậy. Thế thì ở đây mình muốn vẽ một dấu sao nhỉ, thì chúng ta dùng cái câu lệnh print đó, một dấu sao. Thì dự kiến là trong cái slot này mình sẽ vẽ được hết các cái hình cơ bản nhỉ, cơ bản này. Thì nếu là một dấu sao thì chúng ta có thể là in, có lẽ vẫn phải thế này nhỉ, in ký tự thì nó hơi, mình in dấu sao này thôi nhỉ, in dấu sao này nhỉ. Thì đây là mình vẽ một dấu sao nhỉ. Đầu tiên nó gọi nhập n vào, ví dụ như n bằng 6 chẳng hạn, nó không ý nghĩa gì vì output của mình chỉ là vẽ một dấu sao thôi nhỉ, không có vấn đề gì nhỉ. Bây giờ mình muốn vẽ là n dấu sao ấy. Thì một dấu sao đây thì mình sẽ phải cho phòng for đó, lặp lại cái việc này n lần, thử for ví dụ như y bằng 1 n dấu sao mà đến y nhỏ hơn hoặc bằng n, biết này không, hay chúng ta có thể từ 0 đến n nhỏ hơn n cũng được ạ. Ví dụ như y cộng cộng và chúng ta y này thôi. Ví dụ mình nhập n vào bằng 3 nhỉ, thì nó sẽ in 3 dấu sao, in 3 dấu sao, ví dụ như vậy. Thế mình có thể muốn in dấu sao nó cách này, cách nhau một dấu cách, thì chúng ta in cái dấu cách này, thêm dấu cách được. Đấy, thì nó sẽ ra các cái dấu sao khác nhau. Mình lấy ví dụ nhỉ, lấy ví dụ đây nhỉ, ví dụ chọn cái dấu cách thì nó sẽ ra các cái dấu cách nhỉ. Thì nhập n vào là này, mình nhập n bằng 5 nhỉ, n bằng 6 nhỉ, in dấu 6 dấu sao nhỉ? Và nó cứ cách nhau một cái khoảng trống. Đấy, tùy theo cái hình vẽ người ta muốn vẽ thế nào thì mình sẽ lựa cái ý là như vậy nhỉ. Thế thì ở đây các bạn thích thì viết là từ 0 đến từ 1 n và 0 thì giống như mảng đấy, cho từ 0 đến y nhỏ n. Đây là vẽ n dấu sao đúng nhỉ. Đấy. Thế thì trong đây mỗi lần mình thử các test cây mình cứ phải nhập n nó hơi phiền, thì mình có thể cho cố định n bằng 5 đi nhỉ. Ví dụ thế. Tự n bằng 5 nhỉ. Và mình hủy cái câu lệnh này đi nhá. Dạ. Thì lần sau nó cứ thế nó vẽ luôn, dạ, mình đỡ phải bận tâm. Dạ. Thì đỡ phải nhập input vào. Còn trong đi thi thì nó có nhập đấy bạn. Đấy, trong bài tập thực tế nó có nhập, nhưng mà vì là mình chúng ta đang học nên chúng ta tránh cái việc nhập ấy, thì mình làm này. Dạ. Thế giờ đấy là mình vẽ một cái đường thẳng. Dạ. Thế bây giờ mình muốn vẽ đường thẳng thẳng đường dọc chứ không phải ngang, thì chúng ta làm thế nào? Thì chúng ta chỉ việc là cứ mỗi lần dấu sao mình sẽ cho dấu song song. Dạ. Ví dụ cho dấu song song thì nó sẽ ra cái đường cột nhỉ. Dạ. Nó sẽ là một cột gồm 5 dấu sao ạ. Cột gồm 5 dấu sao. Thế thì trong nhiều khi cái hình vẽ mà trong cái test cây mình nhìn thấy nó không có cái khoảng trống ở đây bạn. Không có khoảng trống đây. Thì như thế này thường là nó sẽ không bị lỗi đâu bạn. Thường thì nhà trường có chấm hoặc là vân vân chấm tay chấm máy thì thường người ta cũng du di đúng không nhỉ. Nhưng mà thôi ok, để cho chắc chắn, để mà không bị cái dấu thừa ở đây thì chúng ta làm sao nhỉ. Cứ mỗi lần in dấu sao mình cho dấu xung dòng. Thế thì ở đây mình mới đấy thế thôi nhỉ, in. Đấy. Thế bây giờ mình muốn tránh cái dấu cách thừa đấy thì làm thế nào? Mọi người cùng suy nghĩ 30 giây nhỉ, 30 giây. Nó đang bị cái tình trạng nó có dấu cách thừa vậy. Thế bây giờ người ta muốn dòng cuối, ví dụ trong test cây output mình nhìn thấy, mình soi, bây giờ soi cái output thấy nó không thừa tí dấu cách nào, nó không thừa một tí nào đây. Ở bên dưới là
press any key to continue đấy, thì nó sát thằng sạt đây, thì chúng ta làm thế nào? Đấy, nó có dấu cách đây, sát thằng sạt đây, thừa. Thì để mà tránh cái dấu cách thừa này, để cho nó cẩn thận đấy nhỉ? Thì chúng ta có thể làm như sau nhé, if. Thì mình sẽ không làm ở đây, mà chúng ta sẽ in cái dấu xuống dòng riêng nhá, in dấu xuống dòng riêng vào. Đấy, sau khi xong cái vòng lặp rồi, à trong mỗi vòng lặp chứ không phải là xong vòng lặp đâu, à, trong mỗi vòng lặp thì mình phải có một là in dấu sao, hai là in dấu cách. Nhảy lại, một là in dấu sao, hai là chúng ta in dấu cách. Thì ở đây là in dấu sao thì cứ in dấu sao này. Đấy. Xong sau đó mình kiểm tra if. Y nhỏ hơn n trừ 1 vậy. Thì in dấu xuống dòng. Đấy, chừng nào y nhỏ hơn trừ 1 thì mình in dấu xuống dòng thôi. Thì ok mọi người sẽ thấy nó sẽ không có đấy đâu. Đấy, nó không còn thừa dấu cách đâu bạn. Thế nhỉ, mọi người thấy ok nhỉ? Vừa mình mới demo là in hàng ngang hàng dọc nhỉ. Ngang với dọc. Thế giờ mình muốn in đường chéo nhỉ? Mình thì chúng ta thử in như thế nào nhá, in đường chéo ạ. Thế thì cứ mỗi lần in đường chéo thì đã khó rồi đó bạn. In đường chéo là đã khó hơn một bậc rồi đó bạn. Thế thì ok mình lấy ví dụ. Nhà in đường chéo nhá. Ví dụ như ở đây in đường chéo này, ví dụ như là mình in một dấu sao. Đấy. Xong lại đường chéo mình hơi khó nhìn đúng không nhỉ? Mình cho cái dấu trừ đây nhá, xong in dấu sao này. Xong rồi cho hai dấu trừ này. Đấy, xong in dấu sao đây. Xong rồi cho ba dấu trừ đúng không nhỉ? Đấy, xong in dấu sao đây. Đấy, đại khái đấy. 5 dòng đúng không nhỉ? Thì 1 2 3 4 này. Đấy, nó thẳng hàng đây. In dấu sao đây. Đấy. Thì vậy mình đã in được cái đường chéo này. Thế thì in đường chéo này thì mọi người sẽ phải in thế nào? Đấy. Thì thực ra n đây, đây là dòng 0 này. Đấy, dòng 0, dòng 1, dòng 2, vân vân đến dòng n trừ 1. Đấy, nó có tất cả n dòng, có tất cả n dòng. N hàng, n dòng như vậy đấy. Thế thì làm sao để in được cái đường chéo như thế này? Vậy thì bây giờ mình sẽ in như sau nhỉ. Thế thì lần thứ nhất cái nào không có quy luật thì chúng ta làm riêng ạ. Thì thường là cái dòng đầu tiên sẽ không có quy luật, thường là như vậy. Còn dòng thứ hai, thứ ba, thứ tư trở đi thì có quy luật ạ. Thế thì mình cứ cái nào không có quy luật. Bài này là không có quy luật. Hoặc cũng có thể cái bên trên cũng có thể được xếp là có quy luật nhé. Thế thì mình sẽ đầu tiên sẽ làm là cái mình quy luật là gì? Ở đây quy luật là dòng thứ nhất, à dòng 0 thì in không dấu cách. Ở đây là mình mới nháp đây nhé. Dòng 0 thì in không dấu cách. Dòng 1 thì in một dấu cách. Đấy, dòng y thì in y dấu cách. Và dòng đấy đại loại thế. Khái quát là thế. Thế thì đầu tiên mình phải vừa nhảy vào cái mình in dấu cách, xong cuối cùng chốt hạ bằng một dấu sao cái là xong rồi. Thế là đầu tiên là dòng 0 nhỉ. Dòng 0 in không dấu cách. Thế thì cái bài để vẽ đường chéo đấy. Đấy, thì mình sẽ làm như sau nhỉ. Đầu tiên là mình sẽ thì cuối cùng mình sẽ có một cái biến gọi là dòng, mình không gọi là dòng y mà dòng k đi. Giờ mình sẽ đặt cái biến này là biến k. Dòng k thì in k dấu cách. Thế thì vậy là mình sẽ cho k nó chạy từ gì? Từ 0 cho đến bao nhiêu? K cho đến cân đây dấu cách này, cho đến n trừ 1. Đấy. Có phải là n trừ 1 không nhỉ? Không. Đây là n mình trong test cây là n bằng 5. Đấy, mình đang dùng test cây n bằng 5 thì đây là 4 dấu cách. Thì đúng thật, y nó chạy từ 0, à, k chạy từ 0 đến 1 và in k dấu cách. Đấy, thế thôi. Thế thì đầu tiên mình viết cho k bằng 0. Đấy, thì đầu tiên cho k bằng 0. Đấy, cái đoạn lại k bằng 0. Thì mình muốn in k dấu cách thì in thế nào? In k dấu cách thì giống như cái kiểu mình in k dấu sao thôi. Đấy, thì mình in y từ 0, y nhỏ hơn k bạn. Là in k dấu cách mà. Đúng không các bạn? Và print dấu cách bạn. Đấy, dấu cách. In dấu cách. Đấy, mình sẽ in dấu cách này. Thế sau đó thì cứ in k dấu cách rồi thì mình lại chốt hạ một cái dấu sao. Đấy. Đấy, được chưa? Đấy, thì vậy là mình đã in được cái dòng 0. Đấy, có điều là dòng 0 thì nó hơi dở nhỉ? Thì ok, mình cho là dòng k bằng mấy nhỉ? Cho k bằng 3 dấu cách đi nhỉ? Cho 3 dấu cách xong rồi chốt hạ một dấu sao xong có đúng không nhá? Đấy. Thì ok, nó chưa hiểu k là gì. Thì ok, mình sẽ khai báo k này.
chạy này. Thì mọi người sẽ thấy là nó in ca dấu cách và nó in một số sao đấy. Nhưng mà mọi người sẽ thấy có một cái vấn đề là dấu cách này khó đếm quá ạ, nên mình lại phải kích chuột đây, nó hơi phiền. Thế thì đầu tiên trong quá trình mình chạy thử đấy, thì các bạn chuyển cho mình thành dấu trừ hay là chuyển cho mình thành dấu không đấy, để cho nhìn nó dễ nhìn mà. Thì các bạn nhìn này nó hơi khó quá đó nhỉ, khó quá chẳng biết là đây mình đã cho đủ ba dấu cách hay chưa theo đúng cái ý đồ của mình. Thì ok, mình chạy thử này. Thì vậy là mình đã chèn được ba dấu cách rồi, đúng thật đấy nhỉ. Thế thì bây giờ mình mới cho in một dấu cách nhỉ, à in không dấu cách nhỉ. Thì mình cho là không dấu cách không nhá, và chốt hạ một dấu sao đúng hay sai nhá, mình chạy thử này. Thì đúng là có một dấu sao đây rồi, xong rồi lại sau lại cao bằng ba cái đấy nhỉ, đúng vậy nhỉ. Thế thì vậy là cứ mỗi lần vòng lặp này, thì ngoài cái dấu sao chốt hạ đây thì mình lại cho một cái dấu xuống dòng nhỉ. Thì ở đây mình cho một cái dấu xuống dòng ở đây nhá. Số xuống dòng là mình có thể in riêng nhé, mình in riêng để lát nữa mình các bạn muốn là nó không bị thừa cái dấu cách cuối ấy, thì chúng ta làm chủ được nhỉ. Đấy, thì vậy là k bằng không mình mới thử cho k bằng một, k bằng hai, k bằng ba đúng nhỉ. Đấy, thế thì tương tự k bằng không, k bằng một, k bằng hai thôi nhỉ, thì mình cứ cho vào thôi ạ. K bằng hai, k bằng ba, k bằng không cho k bằng một và cho k bằng hai. Thế thì mình cứ in thế thôi nhỉ, in 5 lần như vậy, vậy là xong nhỉ. Thì mọi người đã nhìn thấy đâu đó là mình đã nhìn thấy cái hao hao giống cái đường chéo rồi đúng không nhỉ. Đấy, không dấu cách, một dấu cách, hai dấu cách, ba dấu cách, đấy trông đã hao hao đường chéo rồi nhỉ. Thế thì mình cứ làm này, n mình biết chắc là 5 thì mình cứ copy 5 lần là xong. Thế nhưng mà n thực tế là đâu có bằng 5 nhỉ, n thực tế nó lại bằng một cái giá trị nhập vào vậy. Thế thì mình không thể là cứ làm mò này được đúng không nhỉ, kiểu fake test case thì mình vô thì cho 4 cái cho 5 cái nhỉ, thì được mỗi test case thôi nhỉ, cứ khác thì cái này chịu nhỉ. Thế thì bây giờ mình muốn cho 5 lần thì mọi người vẫn thấy quy luật chưa nhỉ, cái đoạn này giống hệt nhau ạ, cái đoạn kết cốt là nó giống hệt nhau, mình hoàn toàn chỉ copy mình thay mỗi k đây thôi. Thế thì vậy mình sẽ cho cái vòng lặp, thì đây nó sẽ là vòng lặp lồng nhau đấy. Mình sẽ cho k nó chạy từ 0 cho đến n trừ 1 chừng nào mà thế thôi, mình có thể dùng vòng for hoặc vòng while được. Thế thì ok, bài này thích thì mình dùng vòng for nhỉ, nó nhìn nó ra ngay là thì mình dùng vòng for này, cho k bằng 0, dạ k bằng 0, k nhỏ hơn hoặc bằng n trừ 1, nhỏ hơn hoặc bằng đúng không? Đấy, vừa mình phân tích cho cái mình phân tích cho cái nhờ nháp này đúng không? K nhỏ hơn được chưa, nhớ vài sai thì sửa lại không sao, k cộng cộng cứ thế đó nhỉ. Và cứ mỗi lần làm y hệt các cái công việc như này đấy, giống hệt nhau đấy nhỉ, thì chúng ta giống hệt nhau, thế này xong đấy. Thì nó sẽ tự lặp lại cho mình mà mình không cần phải làm cái thủ công đầu tiên k bằng không, k bằng gì đó, nó mệt ra nhỉ. Thì trong mỗi lần nó lại lặp lại hết cái bên trong đấy, cái bên trong. Thế thì vậy là mình đã cho cái chương trình này nó vẽ đúng cái đấy rồi đấy bạn. Đấy, đúng cái này rồi đúng không nhỉ. Thế sau khi đúng rồi đúng không nhỉ, thì mình một là chúng ta có xử lý cái này, thì xử lý cái này thì xử lý thế nào ạ? Thì ok, mình sẽ xử lý cái phần dấu cách thừa, cái khoảng trắng thừa trước nhá. Cái này thì cẩn thận thì làm này thì chắc này. Thế ở đây mình mới kiểm tra là nếu nhỉ, cái này không phải lần nào mình cũng xuống dòng đâu, riêng cái lần cuối cùng mình không xuống dòng thì mình thêm một câu lệnh ở đây nhá. Thêm câu lệnh ở đây là câu lệnh gì, câu lệnh k. Chừng nào k cứ mỗi lần xong nó xuống dòng thì ở đây trước khi xuống dòng thì mình mới nói là nếu là if k mà nhỏ hơn n trừ một thì xuống dòng, thì riêng dòng cuối nó sẽ không xuống dòng nữa bạn. Mọi người đã hình dung cái ý của nó chưa? Thì với cái cách làm mình hy vọng là có thể chúng ta hiểu được cách làm, chúng ta có thể làm các hình vẽ nó sẽ ok hơn nhỉ. Ok, mình chạy thử nhé. Thì đâu đó nó ra được cái bỏ ra cái dấu xuống dòng thừa. Thế giờ mình đã muốn lại xong rồi đúng nhỉ, bây giờ nghiệm thu rồi thì mình bỏ dấu không đi nhỉ, ví dụ như mình bỏ dấu không đi thì mình thay bằng dấu cách. Thế thì bây giờ nhìn nó mới đúng yêu cầu đề bài đúng nhỉ. Đấy, nhớ rằng nếu mà mình mà có đi thi thì nhớ là phải đúng nhá, nhìn để so sánh thấy đúng nhá, y xì cái test cây thì mình mới dừng. Đấy là ví dụ như mình vẽ một cái đường nó hơi khó hơn tí, thì thực ra là nói là đường chéo thôi, nhưng là đường có khi cũng khó đấy, cũng là khó nhá.
Thế thì bài này mình cùng các bạn, mọi người thấy ok nhỉ? Đây là cái bài mọi người có thể copy, đây là vẽ đường chéo nhé. Đây là cái bài cơ bản, đây là cái bài cơ bản, còn cái bài trước thì cơ bản quá, còn đây là bài cơ bản thì mọi người có thể sẽ lốt lại nhỉ. Ok, mình sẽ cũng lốt vào đây để cuối giờ mình đưa lên nhá, cuối giờ mình đưa lên trên Classroom. Bài này cũng đáng để đưa lên Classroom nhỉ, hoặc là thôi vẽ hình đưa trên Classroom. Mình có hôm nay mình có cái đường link rồi đấy, thì có thể mình cứ dồn hết vào cái chỗ vẽ hình mà đấy, dồn hết vào cái chỗ vẽ hình trên U-code mà. Đấy, thì hôm trước mình đã gửi cho các bạn cái các cái đường link đấy, để chúng ta có thể tham khảo mà. Đây là bài vẽ hình rồi, thì hôm nay mình lại vẽ được cái tí đoạn đấy, thì mình bổ sung vào đây nhỉ. Cứ hôm nay vừa học vừa vừa tranh thủ học với nhỉ, thì cũng bồi đắp thêm vào các bài vẽ hình này đấy, và các đường link mọi người cũng có thể xem nhỉ. Thì vừa xong là mình trong đây mình có rất là nhiều vẽ hình nọ hình kia rất là nhiều nhé. Hình S, S là cái gì, S không biết ký hiệu là gì đấy nhỉ. Đấy là mình cũng lại vừa thêm vào nhé, có thể nhé, có thể trong quá trình mình làm thêm vào hình thoi này nhé. Thì hôm nay mình mới thêm cái phần tiếp theo là vẽ đường chéo đấy nhỉ, vẽ đường chéo. Thế thì mình sẽ viết phát triển bằng chương trình con, phát triển bằng chương trình con cho cái này nhé, tự vẽ đường chéo ạ. Thì mình ghi là đường chéo nhé, đường chéo đấy. Thì ở đây là để trên cùng nhỉ? Hay để dưới cùng nhỉ? Đường chéo hay để dưới cùng đi. Thế còn void s đây là cái gì nhỉ? Void s hàng cột, thì muốn biết là cái s là cái gì thì mình lại copy nó xuống dưới đây nhá, copy nó xuống dưới cùng này. Để mình test thử luôn bạn, để test thử luôn. Chúng ta có thể cho vào DevC nhé, cho vào DevC để mình test. Thế thì S đây là gì? Thì S này mọi người thấy thấy truyền vào này. S truyền vào là cột và hàng mà. Thế thì mình mới chỉ việc S 510 nhỉ, S 510 đi, hay là AB nhỉ. Thì mình gọi thêm một cái là S AB thôi nhỉ. Ví dụ integer hàng cột mình cho là 545 nhỉ, 45 nhỉ. Thì mình chạy thử xem cái chương trình S này là cái chương trình gì nhỉ. Đấy, thì mình gọi gọi cái chương trình con này. Và tiếp theo nhỉ, tiếp theo mình cũng có thể là cùng các bạn phát triển cái chương trình con vẽ đường chéo ạ. Thế thì mình cái đây là chương trình con thủ tục, nó chỉ có truyền vào không có trả về đâu nhỉ. Thì void đường chéo nhá. Đấy, ví dụ thế mình đặt tên là đường chéo thì nó có truyền vào cái biến là n hàng đúng không? Bây giờ n hàng. Đấy, thì nó sẽ code như sau. Vậy thì ok, mình sẽ mở toàn bộ này thì coi như n đã được nhận rồi. Dạ, đấy, thì mình copy nguyên cái đoạn này vào, copy nguyên đoạn này vào. Nhưng có điều n đã được khai báo trên đây rồi nên mình bỏ cái khai báo đây. Thì y có dùng này, k có dùng, ab bài này không dùng, mình xóa đi cho đỡ rối, ví dụ như vậy. Đấy, thế là xong rồi. Đấy, thì mình ở đây mình để gọi tiếp một quả đường chéo, đường chéo, đường chéo n thôi nhỉ. N là cái đoạn đoạn code mình đã nhập vào từ đây, n bằng 9 này, thì nó sẽ vẽ một đường chéo bằng 9 nhỉ. Thế mà mình chạy thử này. Ok, sorry, chạy thử nhé, chạy code. Thì mọi người sẽ nhìn thấy cái output của nó là cái đường chéo ạ. Thì trong đây để cho nó gọn gàng thì mình có thể là để gọn vào đây này, để gọn đây nhỉ. Và bố cục lại để sang bên cạnh đi nhỉ. Cái bên trên input là 5 nhé. Thì đây là đường chéo của mình này. Thế còn cái cuối cùng là mình muốn hỏi là S gì đấy nhỉ? S là cái gì đó? A là chữ F. S là chữ F. Đấy, ok, mình vẽ chữ F. Vẽ chữ F này. Vẽ chữ F gồm đề bài chắc chả ai vẽ chữ F đâu nhỉ? Nhưng tại sao nó còn thừa cái dấu sao đây bạn? Nó đang thừa cái dấu sao. Do mình cái kia mình chưa xuống dòng nữa nhỉ, mình phải vẽ thêm một cái xuống dòng nữa. Thường ở trong cái đoạn code đây mình cứ chốt hạ mình cho cái dấu xuống dòng các bạn, thì nó sẽ hình thoi hình thế này. Trước khi vẽ mình cho nó dấu xuống dòng nhỉ, hình như cái đường chéo nó bị leo lên trên nhỉ, thì mình có thể cho thêm cái xuống dòng. Đây là vẽ vẽ chữ S đấy nhỉ. Ok, mình sẽ ghi ở đây vẽ chữ S. Thế vẽ chữ F, F
Đấy, thì xong rồi nó vẽ chữ S nhỉ. Đấy, ví dụ thế. Đây là vẽ chữ S. Thế còn tiếp theo mình để làm quả vẽ đường chéo nhỉ? Vẽ đường chéo. Vẽ đường chéo. Vẽ đường chéo. Chữ S là gồm có 5 hàng đấy, S là gồm có bao nhiêu nhỉ? 4 cột 5 hàng gì đấy nhỉ? 5 hàng. 1 2 3 4 5 tức là như vậy nhỉ. Chạy cột. Thì trong đấy có rất là nhiều hình tam giác vuông cân đặc này. Tam giác vuông cân đặc phải, nhưng không phải là dấu sao mà là dấu cộng, là các dấu cộng nhỉ. Tam giác rỗng là bài rất là khó này, nhỉ? Cũng khó hơn đấy. Còn tam giác cân xen kẽ này. Đấy, vì cái từ xen kẽ thời gian nhìn nó không rõ thì mình tạm thời mình để nguyên cái số 0 ở đây để cho mọi người quan sát cho nó dễ nhỉ? Quan sát cho dễ để nó cứ xen kẽ nhau nhỉ? Cứ khó dù cách đây, chẳng hạn. Rồi thì vẽ hình tam giác đặc ngược thì sao, đặc đều, đặc rỗng, rỗng khó thế này nhỉ? Và đây là cái dấu hình thoi đúng không? Thế thì mình có thể viết chữ V thôi, có thể đề bài nó chỉ mỗi chữ V thôi chẳng hạn, mỗi chữ V thôi nhỉ? Hay là chúng ta có thể viết chữ H đi nhỉ? Chữ H hay là bất kỳ nhé, mọi người muốn vẽ số mấy thì mình bạn cùng cùng vẽ đều được hết bạn. Hay là trong trường hợp là có xen kẽ không một, xen kẽ không một đây là chữ S nhỉ? Thế thì mọi người xem có cái hình nào các bạn mà sưu tầm được và các bạn thấy cần vẽ nhỉ? Đấy, thì để mình sẽ vẽ, các bạn cứ nghĩ ra cái hình gì nhỉ? Thậm chí là với cái khả năng mình nghĩ là với chúng ta hoàn toàn có thể vẽ được các cái đồ thị, kể cả hình parabol các thứ, lúc nhỉ chúng ta cũng có thể tính toán được là các cái tọa độ x y cho nó phù hợp, chúng ta cũng có thể vẽ được, nhưng cái đấy nó hơi khó nhé, thì chắc là chúng ta cũng không làm đến cái mức độ như vậy nhỉ. Thế thì ok, thì chúng ta thử xem trong tự nhiên ngẫu hứng thì mấy cái bài kia mình viết rồi, mọi người có thể đọc lại cũng được. Một tí nữa mình sẽ trình bày một hai bài, nhưng mà trong đây mình thử xem là bảng chữ cái hay chữ số đấy nhỉ. Bảng chữ cái hay là đây là led matrix đi nhỉ, led matrix, xem có cái hình nào mình có thể vẽ người ta hay thể hiện số nọ số kia cũng chưa được, hay là hay led bảy đoạn nhỉ. Chúng ta thử xem các cái người ta muốn vẽ chữ gì nhỉ, người ta vẽ chữ gì trên đây thì mình có thể vẽ ở trên trên kia cũng được các bạn. Ok, mình sẽ cho led bảy sắc mần nhỉ. Led 7 đoạn nhé, led 7 đoạn thì xem có cái hình nào nhỉ, mình xem có cái chữ nào nó cân đối, cân nhau thì mình sẽ viết cái chữ đấy thôi nhỉ. Đấy. Ví dụ đây nó có các cái đây nhỉ. Thế thì giả sử Hiển vẽ cái số 2 thì nó ngược lại chữ S nhỉ, hay là vẽ số 3 nhỉ. Thế mình các bạn cùng vẽ một cái số 3 nhé, chữ S thì số 5 mình vẽ rồi đúng không ạ, hay là vẽ số 7 nhé, vẽ số 7 đi thì chính là L ngược đúng nhỉ. Đấy, ví dụ thế. Thế thì mình cùng các bạn thử nhá, thử vẽ một cái đề bài nhỉ? Đề bài chúng ta vẽ một cái số 7, trong đó nó có cái số 7 này có tất cả là bao nhiêu hàng nhỉ, ví dụ như là N hàng N hàng M cột đi nhỉ. Đấy, ví dụ thế. Thì giờ mình bạn cùng thử vẽ nhá, thử vẽ cái bài đề bài này, vẽ số 7 này nhỉ? Thì đây là ok, bài này thì các bạn xem trong cái đường link này là được nhá. Xem trong đường link này, mọi người có thể tham khảo cái đường link đây. Đấy. Đường link ở đây nhá. Thì hôm trước mình đã gửi đường link rồi đấy. Đấy thì ở trên trên xem điểm nó có đó bạn. Đấy, trong cái phần xem điểm của bạn ấy có cái lưu ý này, nó có các cái bài vẽ hình này. Mọi người cứ vào đây, link đây là sẽ xem các bài mình sẽ đặt lên trên đây nhá. Đấy, cho nó nhanh nhá. Thế thì ok, mình cũng sẽ gửi đường link đây, thì cái đấy là ngoài giờ mình cũng vào nhé. Còn bây giờ thì đây, đây là bài cái làm vẽ hình cho bạn nhé. Thế giờ mình với bạn cùng vẽ cái số 7 đi nhỉ. Đấy, ngẫu hứng thôi. Thực ra là mình cũng chưa vẽ, nhưng mà mình nghĩ là với cái là mình cũng cứ phân tích như thế thôi, từng bước một. Giả sử bây giờ chúng ta mình làm thế để các bạn trong cái ngữ cảnh này, giả sử chúng ta vào phòng thi đấy nhỉ, chúng ta đừng hoang mang đấy nhỉ, chúng ta cứ làm từng bước một thôi bạn. Ví dụ số 7 là cái số dễ hơn số 5. Thế thì số 7 thì mình sẽ phân tích thế nào nhỉ? Số 7, giả sử đề bài là nó có tất cả là NM thì chả biết đâu là hàng cột đấy. Thì ok, mình viết là H là hàng nhé. Ví dụ như là H là có tất cả là vẽ số 7 nhé. Vẽ số 7 này có hàng là bằng, hàng là đây chính là hàng bên trên đâu đó, là mình cho là bằng đầu tiên H hàng, nhưng mình lấy trong cái test cây này mình cho là 7 hàng đi nhỉ.
và có tất cả là 5 cột nhỉ? 5 cột có nghĩa là 57 đấy nhỉ? Đây là cột nhỉ? Thì ok, đề bài là mình bạn cùng cùng lốt vào đây nhé, để mọi người cùng cùng thử xem, thử sức xem này. Vẽ vẽ số 7 có H hàng và C cột. Đấy. Ví dụ H bằng 7 hàng và C bằng 5 cột. Ví dụ như vậy nhé. Viết số 7, vẽ số 7 nhé. Thì lập trình như thế nào? Thì ok, mình lấy ví dụ nhỉ. Đấy là test cây này, tôi còn thực tế là bất kỳ nhé, nhập vào bất kỳ. Thế là đầu tiên mình sẽ thấy là có 5 cột nhỉ. Mình có thể 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, đấy nhỉ, 5 cột. Và đây thì là hàng. 1 rồi, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ví dụ vậy, thì ra số 7 như này vậy. Thế thì bài này thì nhoáng ngay là xong nhỉ. Một hàng này, hàng thứ nhất là đặc biệt, nó chẳng có quy luật gì. Còn đây là một hàng đầu tiên là như thế này. Và có tất cả bao nhiêu hàng? Có một H trừ một hàng tiếp theo. Nó sẽ là gồm có C trừ một dấu cách. Dấu cách. Dấu cách đúng không nhỉ? Đấy, và in dấu sao cuối cùng. Thế là xong ạ. Thì bài số 7 này thì mình lấy ví dụ. Như bài này là có H hàng đúng không nhỉ? Thì mình sẽ cho là đoạn code này nhé. Đoạn code này mình cho là H hàng. H. Để mình ngại không dùng cái lệnh scan ấy, thì mình cho H bằng bằng H là 7 hàng đúng không nhỉ? C bằng 5 cột này đúng không nhỉ? Thì trong quá trình làm ấy, mình có cần phải dùng cái biến lặp lặp chắc chắn là Y, Z, K. Đấy, mình cứ khai báo có quá thôi nhé. Thì ở đây đúng ra là mình phải có là H bằng này và scan là H đúng không ạ? Nhưng mà ok, mình ngại không không làm thì ok, mình phải scan là H bằng rồi thì C bằng đúng không nhỉ? Giả sử trong cái bài tập thực tế là phải có C bằng và scan đây là C bằng. Nhưng mà tạm thời cho nhanh, mình đang test thử mà, thì mình không cần làm cái này nữa nhé. Khái quát là thế. Thế đầu tiên, ngay cái hàng đầu tiên nó chẳng có quy luật gì cả. Nó không có quy luật với cái khác, mình phải vẽ riêng thôi. Thì đây đơn giản là vẽ tất cả là C dấu sao vậy. Thì vẽ C dấu sao thì chúng ta đã có cái đoạn code này rồi. Đấy. Thì mình vẽ C dấu sao thôi. Bạn. Thế thì vậy là Y nó sẽ bằng từ 0 cho đến Y nhỏ hơn C. Đấy, và Y cộng cộng và in C dấu sao. Đây là số sao. Đấy nhá. Đấy, thì vậy mình đã in được xong dấu sao, được cái một led của số 7 rồi đó bạn. Thế tiếp theo cái hàng thứ hai thì mình in là C trừ một dấu cách. Đấy, thì đoạn code này lại dễ quá nhỉ, đâu mà bài này nó hơi dễ nhỉ, hơi dễ bạn. Nhưng mà đầu tiên thì đầu tiên cho dấu cách này thì nó trông nó hơi không hay, thì mình cho dấu không nhỉ. Nhưng có điều là nó chỉ là C trừ một thôi bạn. Trên là C dấu sao, dưới là C trừ 1 không. Thì cứ in xong cái này cái thì nó lại đấy, in xong cái này cái thì nó lại in chốt hạ một cái dấu sao đây. Mình có thể viết liền ở trên một đừng viết đấy. Thì vậy là mình đã có được đâu đó là đấy, đâu đó là đấy, mình đã viết được cái test thử nhá, test thử xem nào. Thì mình đã viết được cái cân đây dấu sao rồi, nhưng mà quên chưa có dấu xuống dòng mà. Đấy. Thì cứ mỗi lần làm này thì mình phải in thêm cho mình cái dấu xuống dòng ở đây nhé. Mình cứ tách riêng nhé, dấu sao riêng, dấu xuống dòng riêng. Thì vậy là mình đã viết được một tí số 7 rồi đấy bạn. Đấy, việc còn lại là mình sẽ... Đấy. Hoặc là dấu sao này mình có thể cho dấu trừ, dấu không cho dấu trừ cũng được, thì có khi nhìn nó cân hơn đấy nhỉ, nhìn nó cân hơn đấy. Ok, mình thay bằng dấu trừ nhé. Thế thì mình lặp lại cái này bao nhiêu lần bạn thì là xong rồi. Cái đoạn này lặp lại thôi. Mình sẽ làm cái việc này tất cả là bao nhiêu lần nhỉ? Hàng trừ đi một rồi thì là hàng trừ một lần bạn. Thì mình for y bằng đấy, cẩn thận nhá, cẩn thận, đây là một cái cây chúng ta rất hay sai này. Đấy, thì tiện đây mình sẽ cùng các bạn thể hiện cái sai này. Y đầu tiên trong không này, y nhỏ hơn có tất cả là n trừ một nhỉ, n trừ một hàng này, hàng trừ một, hàng trừ một này,
y cộng cộng đúng giải đấy. Và mình sẽ làm cái này tất cả là ln. Ok, mình mới làm, các bạn cùng làm thử nhé. Thì bài này là sai đấy bạn. Bài này có thể một số bạn tinh mắt là đã biết là một cái sai lầm rất là cơ bản nhé. Một cái sai lầm cơ bản. Đây là cái hàng đầu tiên nhé, nó là trường hợp đặc biệt rồi nhé, xét riêng. Thế mà mình chạy thử này thì mọi người đã thấy nó đang bị rơi vùng lặp vô hạn đấy bạn. Cứ vẽ quên ngày tháng nhỉ đấy. Thì nó đang bị một cái tình trạng là nguyên nhân vì sao, mọi người biết vì sao không? Đấy nha. Cái tội copy code đấy, cái tội cứ copy paste. Đấy chứ, ok, để tí cho nhớ nhỉ. Thì có thể là đâu đó cũng có một số bạn phát hiện rồi đấy, nhưng mà các bạn biết là cái code này rõ ràng là mình bỏ lặp lại cái này h trừ một lần vậy. H trừ một, mà sao nó H trừ một nó không kết thúc mà nó cứ chạy mãi quên ngày tháng nhỉ? Các bạn biết là lỗi gì không nhỉ? Mọi người biết lỗi gì không? Lỗi đây là trùng biến y vậy. Bên trên mình cũng y, bên dưới cũng y, nó xung đột nhau. Nếu ở đây mình khai báo là integer y thì có thể là không sao này. Đấy, nếu mà c thì có thể là thì sao nó báo lỗi nhỉ? Thì không được. Thế trong đây mình phải cho cái biến khác. Đây là y rồi thì khi mình xử lý đây là phải là cho cái biến k nhá. Đấy, cái này nhớ nhá. Nhớ này. Cái đoạn này thì mình còn nhìn ra ngay. Cái đoạn này vì nó rơi vùng lặp vô hạn mình phát hiện rồi. Có những cái là hơi sai một tí thôi. Thì gỡ lỗi nó mới chết dở. Còn cái này thì có vẻ như nó đấy. Thì đây mình cho là biến g hoặc biến k đi bạn. Cho k. Thì mình cứ làm mượt dần nhé, cho nó đúng như hình thì thôi bạn nhá. Thì thứ nhất là mình đã cho là c cột rồi. 1 2 3 4 5 đúng. 1 hàng, 2 hàng, 3 hàng, 4 hàng, 5 hàng, 6 hàng, 7 hàng đúng vậy. Đấy, vậy là đúng rồi nha. Có chăng là thừa cái dấu cách này. Để xử lý cái dấu cách này thì xử thế nào? Cái dấu trừ nó vẫn hơi bị lệch nhỉ. Có cái nào mà nó cắt đúng cái tâm cái dấu sao này thì tốt nhỉ. Thôi ok nhé, thì sau đó mình thay bằng dấu cách thôi nhỉ. Thế thì ở đây mình sẽ xử lý cái đấy thì cái riêng cái cuối cùng thì không gì đâu bạn. Riêng cái dòng cuối cùng thì không, thì không chúng dòng thì ít thôi. Nếu mà trường hợp mà k nó còn nhỏ hơn h trừ 2 bạn thì thêm dấu cách không thôi. Không thôi bạn. Và cái dấu trừ này mình cho bằng dấu cách. Và lần này thì mình đầy đặn đấy nhỉ, mình nhập đàng hoàng, nhập từ ngoài vào đàng hoàng. Chạy thử này. Sau khi xong rồi thì mình chốt hạ, mình mới nghiệm thu ạ. Thì cho nó là 5 hàng thôi được ạ. Và cho 4 cột thôi bạn. Thì mọi người đã thấy là đúng là cái số 7, 5 hàng 4 cột. Không thừa phát nào đấy nhỉ, không thừa hàng nào ạ. Đấy, cũng không có dấu cách ở dưới rồi nhỉ. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, ví dụ thế, đây là số 7. Thì đấy là cái cách mà chúng ta tiếp cận sẽ là các cái trình tự như vậy ạ. Mọi người thấy vẽ hình như thế có ok nhỉ? Bạn nào lại chờ nhỉ, chờ mọi người cho một cái bài vẽ hình nào đó nó vui vui cái nhỉ, hay là có bài gì không, có thấy cái hình nào để mình cũng đang muốn thử thách ấy. Các bạn cho cái bài nào dễ khó thì cũng được ạ. Đấy, thì có bạn nào sưu tầm được bài nào hay hay có cái gì không để chúng ta cùng làm nhỉ, cùng làm cho nó vui nhỉ? Thế thì trong quá trình mà các bạn thấy em còn đang suy nghĩ, mình viết chữ V đi nhỉ, bảng chữ cái viết chữ V. Viết chữ V đi. V vậy. Hay là còn viết chữ gì nữa, chúng ta cùng thử xem. V thì nó cũng có nhiều cái nhỉ. Giả sử bây giờ nó bảo viết cái chữ V nhỉ? Thì chữ V thì nó chọi nhiều chọi ít đúng nhỉ. Đấy, thì có thể là kết hợp của hai cái đường chéo này nhỉ? Đấy, thì vừa nãy mình có cái đường chéo rồi đấy, thì bây giờ mình kết hợp hai cái đường chéo này. Thế đầu tiên mình vẽ V này nhỉ, và V này. Đấy. Đây mình nó giống cái bài đường chéo vừa nãy, mình viết chữ V đi nhỉ. Và nó cứ chênh nhau một cột này đúng không các bạn nhỉ, nó V thế đi nhỉ. À, bây giờ mình viết chữ V nhá, vẽ chữ V. À, thì ok, thì mình cứ được bài nào thì mình lại nhặt nhạnh nó vào trong kia nhỉ. Đây là cái bài này là bài gì đấy, vẽ số 7 bạn. À, thế thì mình sẽ copy cái đoạn này vào thôi nhỉ, copy cái đoạn này vào. Nhưng mà vì là trên thì mình
trong quá trình đấy thì mình bỏ này nhé, thì mình viết chương trình con truyền vào H và C luôn và mình không có nhập ở trong đây nữa nhé bạn nhé. Ok, H và C, truyền vào H và C nhé. Thì ok, bài này thì mình sẽ copy này. Đấy. Xong mình sẽ đưa trên u code thôi, trên u code có cái bài dạng vẽ hình này bạn. Thế để mà cho cái bài vẽ hình ấy thì mình sẽ đặt tên nó là gì đấy nhỉ? Ok, đặt tên nó là vẽ số 7 đúng nhỉ? Thì void số 7 đi nhỉ? Đấy, số 7. Thì truyền vào là hàng bạn. H và integer cột đúng nhỉ? Cột bạn. Truyền vào là hàng cột nhỉ? Hàng và cột nhỉ? Hàng và cột, hàng là bao nhiêu dòng đấy bạn. Thì ở đây nó có cái đây nha, thì thì mình sẽ cho đây vào. Thế thì sửa lại một tí nhỉ, thì thứ nhất là H có rồi, bỏ ra, mình được truyền vào từ cái chỗ gọi rồi bạn. Thì cái đoạn này thì mình sẽ không dùng nhá, đoạn này mình sẽ không dùng, được chưa? Đấy, thì for i nhỏ hơn c cột i x ok hết rồi đúng không ạ? Bạn thế thôi nhỉ? Yeah. Thì gọi hàng thì là số 7 thôi, hàng cột vào bạn. Yeah. Thì mình copy nguyên đoạn này vẽ số 7 này. Số 7 thôi. Sorry, xin lỗi đâu nhỉ? Đây copy này mà, xin lỗi nhé. Vẽ đường chéo, vẽ chữ nhật, bây giờ vẽ số 7 bạn. Thì ở đây là mình vẽ số 7 nhỉ, số 7. Số 7 nhỉ, số 7 trong u code nó có in in có dấu được ạ. Nhá, ví dụ thế. Thì ở đây mình chỉ gọi cho là số 7 thôi. Số 7 này. Thì mọi người cũng tiện thể ở đây đang học luôn các bạn. Ví dụ như ở đây là MN, nhỉ? Trên đây người ta đã có sẵn test cây chỉ có mỗi một số thôi bạn. Thế thì mình phải truyền thẳng vào nhé. Hoặc là mình cho đây scan n. Thôi ok, vì đây test cây là mình để trong một trường hợp đấy nhỉ. Thì ok, mình cái vẽ số 7 n hàng mà cột mà. Thì mình cho là ví dụ 6 hàng. Ví dụ 6 hàng. Hay là thậm chí chỉ có 5 hàng 6 cột đi. Dạ, đây là 5 hàng 6 cột. Sáu cột nhỉ. Ok, thử xem nhé. Để số 7 5 hàng 6 cột chạy thử nhá. Chạy cốt này. Thì nó sẽ ra cho mình cái số đây cuối cùng này. Đây. Vẽ số 7 này. 2 4 6 hàng ạ. À 6 cột ạ. Và 5 hàng 1 2 3 4 5. À ví dụ thế. Dạ, đây, vẽ số 7 đây. Thế thì vừa vẽ đường chéo rồi, bây giờ mình vẽ chữ V. Thế chữ V lại là một cái đẳng cấp nó cao hơn rồi. Ok, cảm ơn bạn là tam giác số thứ tự tăng dần. Ok, cảm ơn Việt Hải đã đăng nhã về cộng điểm cho một số bạn này còn ra được câu đề này nhỉ. Vẽ tam giác thứ tự tăng dần. Thì ok, Hải xem có nhiều cái với cái đề nói chung chung này thì có thể có nhiều cái chúng ta còn phải là, ví dụ như là vẽ tam giác thứ tự tăng dần. Thì tam giác là tam giác vuông, tam giác đều hay gì ấy, thì ok, thì mình có thể là đơn sơ nhất nhỉ, thì mình sẽ vẽ cái tam giác vuông nhỉ, thứ tự tăng dần. Ví dụ đây là 0, đây là 1, đây là 2, đây là 3, đây là 4, đây là 5 nhỉ. Đầu tiên là hàng đầu tiên nó có một cột, thứ nhất là tiếp theo 2 số, 3 số, 4 số nhỉ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bạn. Thế thì cái nhập vào đây là nhập có n hàng đấy nhỉ. Thì đây là hàng thứ nhất này. Thì mình gọi là hàng 0, hàng 1, hàng 2, hàng thứ n trừ 1 vậy. Thì đề bài là vẽ tam giác chứa các chữ số gồm có n hàng nhé, n hàng. Thì số đây mình người ta khống chế làm sao cho nó chỉ có hai chữ số thôi chẳng hạn đấy, chứ còn nó cũng không thể vô cùng được đấy nhỉ. Mình phải biết một cái định lượng nào đó, thì nó đâu đó tối đa đến 100. Tối đa 99, có thể từ 0 đến 99 nhỉ? À, ví dụ như vậy. Thì số 0 có thể chỉ in một số, số 99 thì in cái hai chữ số, một chữ số, thì có rất nhiều kịch bản vậy. Thế thì mình sẽ ok, cái bài chữ V thì có thể là mình sẽ cứ gác lại nhé, thì có thể bài về nhà.
Homework đúng không nhỉ? Homework à. Cái đề của Hải cũng rất là ok nhỉ, của bạn vừa đề nghị. Thì homework là chúng ta sẽ làm giúp mình cái là vẽ chữ V. Thế xem cái chữ gì nữa không nhỉ? Chữ H. Thế còn chữ gì nữa không nhỉ? Chữ gì nó hay hay, chữ S, A, B, C. Chữ C dễ nhỉ? Chữ D, E. Chữ E nhỉ? Chữ E. Chữ E lại giống chữ H thôi nhỉ? Chữ E. Thế đã viết được chữ H thì có thể chữ E, A, B, C, D, E, F. Chữ F. Tất nhiên chúng ta vẽ đại khái thôi chứ còn không vẽ hết nha. Chúng ta cứ thấy hiểu rồi thì thôi, những đại khái thế. Hay là số mấy nhỉ? Số chỉ số 7, số 8, số 9. Số 0, 1, 2, 3. Số 2 nhỉ? Số 2, số 3 thì ngược lại. Số 2 thì số 3 giống như kia đấy bạn. Hay chữ F thì cũng thế nhỉ? Đại khái đấy nhé. 3, 4, 5, 6. Số 6 ví dụ thế nhé. Vân vân nhỉ? Đấy, ví dụ thế thôi. Còn tất nhiên chúng ta vẽ đại diện thôi, chúng ta không vẽ hết. Bây giờ mình cùng các bạn sẽ làm cái bài. Và trên đây có rất là nhiều cái tùy biến của bài toán bạn. Thế đầu tiên là mình sẽ thay vì dấu sao thì mình sẽ in lên một cái biến. Và biến này sẽ tăng dần sau mỗi lần in mà. Cứ mỗi lần in cái là tăng dần. Thế thì vậy là đầu tiên mình cái với bài của bạn là mình vẽ cái dấu hình tam giác, dấu sao đã. Thế sau đó mình để gặp phải bài toán này nhỉ. Thì không biết là ý Hải, ý của bạn vừa hỏi thì không biết là Việt Hải đấy thì mình vẽ thế này đã đúng ý chưa, hay là chúng ta cần phải vẽ tam giác lật ngang, lật dọc, lật lên, lật xuống đúng không nhỉ? Có rất là nhiều hình. Vẽ này được không? Nếu được thì có thể là mình sẽ vẽ thế này nhé. Ok, cảm ơn mình sẽ vẽ. Thế đầu tiên để với các cái bài này thì kể cả trong phòng thi đúng không nhỉ? Thì hay là kể cả bình thường ấy, thì như mình ấy, thì mình hay làm nó đơn giản hóa là mình cứ làm từng bước một. Mình làm nhiều bài dễ còn hơn là làm ngay vậy bài khó bạn. Đấy. Thì quan điểm của mình đấy về quy luyện thành nhanh hơn mà. Đấy kiểu thế, đầu tiên mình cứ làm là cứ một dấu sao, xong rồi hai dấu sao vân vân vậy. Thế thì cái bài này thì đầu tiên mình cứ là dấu sao, sau đó mình cái dấu sao mình sẽ thay vào cái số thôi bạn. Thì ở đây mình đây là thứ nhất là mình vẽ một dấu sao này, vẽ hai dấu sao này, vẽ ba dấu sao, vẽ n dấu sao. Thế giả sử đây là một hàng thì một dấu, hai hàng thì hai dấu. Đấy thì nó đi từ n. Thế thì đầu tiên là cái đoạn code này nhá. Ok, đoạn code này mình đã load của kia xong rồi. Bây giờ mình sẽ vẽ tam giác số nhá, vẽ tam giác số n hàng nhỉ. Thế thì đầu tiên vẽ tam giác số n hàng thì ok, mình cũng cho là nhập n cứ cho là bằng 7 đi nhỉ, ví dụ như vậy. 7 không biết nó từ 1 đến 7 cộng lại thì cái số này đâu đó là ông cỡ khoảng là từ 1 7 hàng 1 cộng 7 8 8 4 32 chỉ chạy đến 32 thôi nhỉ. Được ok nhá. Đấy thì ở đây mình có thể nhập n bằng nhỉ. N bằng. Đấy, cho nó khái quát, còn không thì tạm thời trong quá trình mình test thử thì mình không có nhập nữa bởi mình cố định là n bằng 7 chưa. Đấy, cho nó nhanh, đỡ phải cứ mỗi lần mình test thử xem chạy đúng chưa mình lại phải làm cái công tác scan nó hơi mệt nhé. Thì đầu tiên là ngay đầu tiên là mình sẽ vẽ một số đã bạn, vẽ một dấu sao nhỉ. Đầu tiên là vẽ một dấu sao này thì ok, mình copy lại từ đầu cho nó xong nhỉ. Đầu tiên mình vẽ một dấu sao nhỉ? Thì đầu tiên cho mình cần vẽ k dấu sao trong một dòng thì k bằng một dấu sao này. Thì để vẽ được k dấu sao thì như kiểu vậy chúng ta phân tích rồi đấy nhỉ? Thì nó đâu đó là đây nhỉ, vẽ k dấu sao mà k bằng một thì y nó chạy từ không, y nhỏ hơn k, không một vậy, y nhỏ hơn k, k nó chạy từ không mà từ từ nhé, xem cái hình vẽ mình ký hiệu đây là k nhỏ hơn không thì ok, đầu tiên cho bằng không tạm thế. Thế giả sử mình gọi đây là hơn không thì k nó chạy từ không đến n đấy bạn. Thì đây là vẽ được một dấu sao này, để k bằng 0 thì nó vẽ được một dấu sao này. À, đấy chưa? Xong sau mỗi lần dấu sao thì mình sẽ cho nó xuống dòng. Nhớ thì cái phần này vừa nãy mình phân tích rồi nên chắc là mình sẽ không không. Đấy, đại khái đấy thì đầu tiên là mình đã vẽ được được một dấu sao rồi bạn. Đấy, đầu tiên mình vẽ được một dấu sao rồi. Yeah. Oh, the chat, sorry.
y bằng 0, y nhỏ hơn hoặc bằng k vậy. Hãy đơn cho k bằng 1 nhỉ, đây là một dấu sao nhỉ. À, thì đây nó vẽ được một dấu sao, nhưng mà nó xuống dòng. Thế tiếp theo mình lại vẽ hai dấu sao nhỉ. Thì mình lại giống hệt này không? Thì vừa đấy có thể chúng ta phân tích được thì mình phân tích nhanh nhé. Lại giống hệt, mình chỉ thay mỗi k thôi thì nó tự nó sẽ thêm thành hai dấu sao. Dạ, hai dấu sao vậy. Thế để vẽ tam giác này nó có chạy đến n vậy thì mình sẽ cho for nhỉ, for k bằng 1 này cho đến k nhỏ hơn, nhỏ hơn có thể nhé, có thể là bằng n, có thể thôi vậy. À, thì nếu sai thì mình sẽ sửa lại k cộng cộng. À, thì và mình làm các cái bước có giống hệt nhau ạ, giống hệt nhau. À, và làm đúng bước này thì có thể nó lại bị thừa cái dấu xuống dòng ấy, thì cái đấy thì mình sẽ lại xử lý sau nhé. Còn tùy theo ngữ cảnh nhỉ, tùy theo ngữ cảnh có được phép thừa hay không thừa. Thì vậy là mình đã cho nó vẽ được đúng cái hình tam giác rồi nhỉ. Thế cẩn thận thì xử lý nốt cái dấu thừa nhá. Cái dấu thừa đi thì mình sẽ ít thôi nhỉ, đây thì ít đây. Ít k mà nhỏ hơn n vậy. Thì in cái dấu xuống dòng không thôi nhỉ, thì ok nó đã giúp mình là in không có dấu phép thừa rồi. Thế giờ mình chỉ việc truyền, thay vì cái dấu sao đây thì mình sẽ truyền cái y vào đây, truyền cái y vào đây nhé. Thế thì để truyền cái y vào đây thì đầu tiên mình cứ thô sơ thế đã nhé, thì chúng ta cứ thô sơ thế. Ví dụ đây mình sẽ truyền đây một cái biến gọi là biến cao đi nhỉ, biến cao hay ki hay là số hay gì đấy, hay number đấy nhỉ, hay là mình có thể truyền đây là thế nào cho nó gợi nhớ nhỉ, number đi nhé. Number đầu tiên cho nó bằng không, thì mình in là in cái number ra. Thì cái number là một số integer vậy, thì mình cho đây là phần chấm bên và mình cho đây là number. In là number và cứ mỗi lần in thì number nó phải cộng cộng vậy. Thì do vậy là cái việc trong vòng for này không phải chỉ duy nhất một câu lệnh nào đâu. Đấy. Trong vòng for này thì là hai câu lệnh trở lên thì mình sẽ cho cái block code vào đây, hoặc là thậm chí mình có thể tranh thủ là number cộng cộng ở đây nhỉ, cộng ở đây có thể nhé, thì đỡ phải block code vậy. Đấy, chạy thử thôi. Thì đâu đó nhỉ, đâu đó nó lại ra được cái là cũng 0, 1, 2, 3, 4, 5 đúng ý rồi đấy. Có vẻ đúng cháu rồi. Nhưng thứ nhất là nó hơi, nó không mất đi cái định dạng nhỉ, mất đi định dạng. Thì có nhiều cách, thì giả sử bây giờ mình cứ cho cái dấu tab này. Cứ mỗi lần mình in thì mình cho cái tab t nhỉ. In xong cái mình tab t này. Tab t thì là thuộc t thôi, thuộc t là tab. Thì nó sẽ căn chỉnh, nó đã có vẻ đúng ý rồi, đấy. Thì trông đã có vẻ là được rồi đó nhỉ, đã được, thế này là chấp nhận được. Đây là một cái cách thứ nhất, thế là xong. Thì đây là căn chỉnh tùy theo đề bài. Đề bài nó bảo có tab thì mình tab, còn đề bài nó bảo cứ định dạng là hai chữ số đó nhỉ. Đấy. Ví dụ đây là một cách nhé, đây là một cách, nhưng mà đề bài nó lại muốn là trong khoảng từ 0 đến 99 thôi. Ví dụ test cây nhập vào là n này, đâu đó là dưới 9 đấy nhỉ, dưới 8 đến 9 là nó không bị vượt quá ba chữ số chẳng hạn. Thì cứ có một chữ số thì mình chèn thêm số 0 vào cũng được ạ. Đấy, mình có thể lập trình là cứ một chữ số để cho tất cả đều định dạng là 0001101 đấy lại đấy, thì có thể mình sửa cái code một tí nhá. Thì đây là cái code, là code chuẩn rồi đấy bạn. Theo như mình nghĩ code này là code có vẻ là đúng ý của tác giả nhất nhỉ. Còn tất nhiên là mình có thể vẽ vời ra các cái tình huống khác nhá. Thì ok, thì mình đây là vẽ tam giác của n số. Thì mình đưa lên trên UCode nhỉ, đưa lên trên UCode này. Tam giác số nhỉ. Thì trên UCode thì mình sẽ đặt cái bài này là bài tam giác số đi nhỉ. Void. Tam giác số nhỉ. Mình có thể để tên tam giác số nhỉ. Truyền vào là integer n. Là có n hàng đấy bạn. N hàng. Và mình sẽ cho cái đoạn code của mình vào đây nhỉ. Thì ở đây thì mình gọi cái chương trình con thì mình chỉ bỏ mỗi n ấy thôi nhỉ. Vì là n đã được khai báo, khi truyền vào nó gọi nó đã khai báo luôn rồi, nên mình không cần cái này nữa. Đấy. Và cái dòng này thì đương nhiên là không cần rồi đúng không nhỉ, dòng này đương nhiên là không cần nhỉ. Đấy, thì trong đây cái gì không dùng mình xóa đi cho đỡ dối này, gì không dùng bỏ này. Đấy. Number cộng cộng đúng ạ. Thì đây chính là tam giác số. Ok, mình có thể là copy cái này để chúng ta gọi hàm, chúng ta test thử nhé, test thử đây. Ví dụ tam giác số mình truyền vào n thôi nhỉ. N đã được nhập cố định bằng 5 đây rồi. Scan là cố định std in, chạy code.
thì mình đã có được cái tam giác nhỉ. Nó đang bị lỗi vậy, nó đang bị lỗi vì là nó expect thiếu một cái dấu chấm phẩy đây bạn. Thì ở dưới cùng đây là cái tam giác số nhỉ. Đấy nhưng mà vì là nó đang mình lại đang thiếu cái dấu này đúng không nhỉ? Vẽ tam giác số đây. Đây print là vẽ tam giác số để cho nó xuống tầng. Vẽ tam giác số. Thì nó sẽ xuống dòng nhé, đúng như ý rồi nhé. Đấy, không cần phải chạy lại nữa nhé. Thế thì tiếp theo mình có thể là sửa lại cái code này. Mình lại muốn là tất cả đều định dạng hai chữ số chẳng hạn. Đấy. Thì mình ở đây nhé, mình ở đây thì nếu đúng nhỉ, nếu mà t nó nhỏ hơn 10 thì mình thêm một chữ số vào thôi nhé. Thì ok, thì mình ở đây thì mình phải... thì mình sẽ sửa cái đoạn này một tí nhé, để cho nó bạn các bạn sẽ nhìn thấy tùy theo cái bài toán mà. Thì mình thứ nhất là mình in cái số này và number cộng cộng mình để ra bên ngoài nhé, vì đằng nào mình cũng dùng block code mà. Nên mình để number cộng cộng đây, number thì bỏ cái cộng cộng đấy, mình để rồi sau đó number cộng cộng này. Nhưng mà trước khi mình in number thì mình phải kiểm tra nếu mà y nhỏ hơn 10 vậy. Y nó nhỏ hơn 10 mà có nghĩa là chỉ một chữ số thôi, thì mình print cái dấu số 0 đằng trước ạ. Ví dụ như vậy, đấy là cái mẹo nếu mà đề bài người ta muốn là tất cả định dạng đều là có in số 0 đằng trước ạ. À, thế thôi nhỉ. Thì nó sẽ định dạng. Và cứ mỗi lần mình in thì mình cho cái dấu cách ở đâu nhỉ? Cho dấu cách ở đây đi nhỉ. Đấy. Dấu cách ở đây. Thì bỏ cái T đi nhỉ. Thì tất cả các số đều là có hai chữ số thôi ạ. Nên nó sẽ không cần phải đấy. Thì mọi người sẽ nhìn thấy làm cái cách nhìn khác cũng như cách vẽ hình khác ạ. Chết rồi, nếu y lại nhỏ hơn, nếu number chứ quên mình viết nhầm đúng không ạ? Nếu là number, vậy nếu number nhỏ hơn 9 ạ. Ít number chứ không phải y. Đúng không ạ? Nếu number nhỏ hơn 10 thì mình chèn cái số 0 về số trước number đó. Thì đây đâu đó cũng là cái hình tam giác đúng không nhỉ? Cứ hai chữ số một định dạng hai chữ số nhỉ. Đấy, thì đây cũng là cách khác mà. Đấy, cách khác. Đấy, ví dụ như vậy. Nhưng mà cái này thì chắc là thêm thôi, chứ còn chắc là không mấy ai người ta yêu cầu cái này nhỉ. Đấy, thì đấy thì có cái mẹo nhá, thì chốt lại đây mẹo, nếu mà muốn in một để cho tất cả đều định dạng hai chữ số thì mình chỉ kiểm tra nếu cái số đấy còn đang là một chữ số đấy, có nghĩa nó nhỏ hơn 10 thì mình thêm cái số 0 vào đằng trước thôi. Thế thôi nhỉ. Đấy, mấy cái mẹo nữa để trường hợp đây mình vừa lại ngại không dùng block code nhỉ, thì mình cho cộng cộng đây luôn mà. Thì nó cũng tiện đấy nhỉ, thì mình không cần phải thêm cái đóng mở ngoặc nữa đấy, thì nó cũng nhàn. Còn nếu không thì thôi mình cứ bỏ ra cho đầy đặn nhỉ, in ra xong tăng lên 1 nhỉ. Và đây là cái có thể đề bài nhỉ, đề bài nó cần nhỉ, thì mình tránh cái số xuống dòng cuối cùng á. Đấy, thường cái dấu cái dòng trắng cuối cùng thì mình thêm, thay vì in kiểu gì mình in xuống dòng thì mình phải kiểm tra, nếu mà chưa phải là dòng cuối cùng thì mình sẽ xuống dòng, còn cuối cùng rồi thì thôi nhỉ. Đấy, ví dụ như vậy nhỉ. Thì ok, đợi mình chút xíu là có bạn vừa nhắn tin gì đấy nhỉ, thì thử xem nào có hỏi đáp gì không. Thế không thấy nhắn tin gì nhỉ. Đỗ Luộc sao bạn đặt câu hỏi nhỉ, có hỏi gì không bạn? Ok, cảm ơn Đỗ Luộc cũng rất là nhiều mẹo nhỉ. Ok, thay vì cái if này nhé, thì bạn ấy bỏ là d.2 có nghĩa là cứ hai định dạng. Đây cũng là cái mình nghĩ là cũng rất là đáng giá nhỉ. Ở đây thì bạn ấy sẽ định dạng này thì nó cũng ít nhất là nó căn cột cho mình đúng nhỉ, nó căn cột cho mình cũng rất là được. Đấy là tùy theo đề bài đúng nhỉ, thì nó hay cái nó không phải thêm số 0. Thêm số 0 vô nghĩa đằng trước thì nó hơi trông nó hơi vô nghĩa. Ví dụ đây. Thì đây cũng là một cái mẹo đấy nhỉ. Ok. Thì cái mẹo này mọi người nhớ đấy nhỉ, mọi người cố gắng nhớ nhỉ. Đấy đúng thật, mình chỉ cần định dạng là in ở để bao nhiêu số thì cũng tốt mà nhỉ. Thì đây là cái mẹo vặt thôi, thì có lẽ là mình cũng không đưa lên trên U-code đấy nhỉ. Thì nhưng mà cũng là cái các cái mẹo này đều có thể học được nhỉ, cũng lên học. Thì mọi người có thể ghi nhớ cái này thôi nhỉ, ghi nhớ cái này cái phổ thông rồi nhỉ, cái này phổ thông nhỉ.
đấy thì đúng là mình lúc ấy cũng không nghĩ ra, không nghĩ ra là mình có thể tình trạng là im bạn bị xuống số thật nha. Thế thì ok, thì hôm nay buổi học hôm nay cũng thể hết giờ rồi, thì